Đó, tại vì ông cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á, gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện, mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Không có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. À, tại vì mới cũng lâu dữ à. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi ừ đại coi sao. Dạ, tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện, em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Chồng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn, bởi vậy là cô trắng bốc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là giờ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời. Dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà. Nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Có nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên hay sao ạ? Em không? Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng, sau vài tháng thì cô thích em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó là ở đâu? Trong trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trong trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. À, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay trên cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu một cửa chưa kịp bạn hướng gì hết á. Nhưng mà hỏi này tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là giỏi tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời hay quá. Hay quá dần lên. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đoán đúng, anh đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà nút. Trời ơi, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời ơi, một vẻ đẹp ngất ngây trời mây. Trắng lắm anh, làn da trắng bốc luôn. Mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết chắc là em thấy... sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn. Dạ, mà thủ đoạn là vui. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học của viên học đó, đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là dạ. Trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi. Chứ không thôi thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá, rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em không, cứ tia em không à, rồi bắt em trả lời hoài đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn, trong khi em trả lời cũng đúng mà, đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh, tại vì em mắc tội. Dạ tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà 2-3 lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì? Nhắn cái gì mà xong dạ, mà xin lỗi cũng là cái kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Dạ. Em chán luôn, em chán không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy.
Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì chưa biết gì đúng không? Dạ chưa biết. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì em thấy cũng ngộ ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, về đánh cưng. Này chị đánh như vậy nè. Vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò mà đánh giày nè, có nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt á em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó là em đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á, gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện, mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Không có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn một tháng. Tại vì cha mới cũng lâu dữ à. Dạ. Hơn một tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi đại coi sao. Dạ, tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em. Nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện. Em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Tiểu thư không? Chồng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là giờ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời. Dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên hay sao ạ? Em không? Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng, sau vài tháng thì cô thích em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó là ở đâu? Trong trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trong trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. À, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Chưa kịp bạn ứng gì hết á. Nhưng mà hỏi này tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không, ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám ai vậy, ông làm thiệt ông chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Là đã nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh, cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em ra đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi chạy quất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn dạ. Trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là xinh. Vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm, sau 5 năm thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương, đó là một cái khách sạn 5 sao. Vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Và mưa nhẹ rải rác. Một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu và em cầu hôn á, là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút nhẫn ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn rồi em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Dạ. Chuyển qua cái hôn nhân đi. Ừ, hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ, tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau, dạ, đúng không? Dạ. Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này, chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em thôi, cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật phải xấu nói của ông thầy này để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm, nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở chung chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là dạ cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở dơ bên, luôn. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi, hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn. Quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mới gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày, trời ơi. Vậy giặt tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Em bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ, tổn hại nhan sắc một chút xíu. Dạ, em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động hết trơn. Rồi, ở dơ nè, hay giấu đồ nè. Dạ. Vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ, còn cái ở dơ hơn nữa. Ngủ, giật mình thức giấc, móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành, ông ngộ ông xì hơi làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm á nha. Dạ. Chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi nữa đó. Gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình. Cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái thằng bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế, la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoàn tháng xong. Qua ngày đoàn tháng thì bây giờ thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Thương quá. Mà bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Đồ có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăn là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ông khôn lắm, đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á là buổi tối ông không bao giờ ông ăn. Ông để cho em ăn cái đồ cũ, còn ông ăn đồ mới thôi. Ông ăn trên đầu em không à? Trời ơi. Anh trên đầu đâu. Thực ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có mua kịp thì anh cái kiểu như anh những cái món đơn giản á thì cũng em hay chọc là thôi gắn anh cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đẻo vậy thôi chứ. Mà vẫn ăn chơi đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ông hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà vậy tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai 2-3 lần á, mới phụ em được xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo là đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trừ té được luôn, là nó quá sạch kinh khít luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Rồi lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà sách quẩn tay đó,
chà 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 chà, trời mà chà từng ô gạch luôn, trời đâu mà kinh khủng khiếp. À, nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bạn cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi, vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà lục đục, cô ngồi im cô chịu không nổi, cô phải nghĩ cái này nghĩ cái kia, cô làm cô bốc mới ra cô làm, cô xếp đồ xếp đạt, nhiều khi trong tủ nó gọn gàng anh nắp vậy cô cũng mới ra cô xếp. Rồi tiếp tục. Cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ trời ơi sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu, dạ đó mới là vấn đề. À, ngày nào cũng đi đâu, dạ cho con trúng số hả, này trời lại phật mời tám phương chín hướng cho con trúng số, mà có đời nào mua vé số đâu. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. À, để cho nó lanh lê bò lết về, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhận sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chưa? Dạ. Giống thương như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời sao ông có thể giải thoát được chuyện này đấy ta? À. Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ông mới về. Mà ông về ông đâu quan tâm gì tới em đâu. Ông cứ nằm ông bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. Lên là có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm nếp sĩ gì em. Đó thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á, thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bể cám đó. Rồi phải hít, phải hửi coi cám có thơm hay không. Đúng đẹp rồi. Như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chính như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ nên là cũng theo tuần á. Theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý nữa. Quý luôn. Nói chung là tuần là được rồi. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Cũng cải thiện rồi được rồi mà. Mà mới có em bé nó bỡ ngỡ nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này.